Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhạc cụ Minh Phụng. Mình là Trung Tính. Và video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn chức năng metronome, hay còn gọi là chức năng đập nhịp trên cái đàn Cushman K250. Làm thế nào để các bạn thay đổi được tempo metronome? Các bạn có thể tăng giảm âm lượng của metronome và bật chức năng metronome. Và sau đây mình xin đi vào chi tiết hướng dẫn các bạn chức năng trên cái đàn Cushman K250 metronome. Rồi, đầu tiên mình xin hướng dẫn các bạn thao tác bật nút metronome trên đàn Cushman K250. Thì các bạn theo dõi trên màn hình, đây là cái nút metronome. Đây, các bạn có thể nhấn vào và nó sẽ tạo được một cái đập nhịp. Rồi, để phù hợp với lại các bạn nhạc mình chơi thì các bạn thay đổi tempo phù hợp với lại metronome như mình chơi. Ở đây, các bạn theo dõi bên trái khúc màn hình nó có một cái tempo, có nút lên xuống, các bạn có thể thay đổi. Như mình đang giữ nút lên thì tempo nó sẽ chạy lên. Đó. Các bạn giữ nút xuống nó sẽ chạy xuống. Rồi. Rồi thì metronome thì các bạn có thể thay đổi metronome, volume của metronome bằng cách nhấn vào nút function. Đấy, nó sẽ hiện ra chữ metronome volume. Rồi, mình bấm vào nha. Và ở đây các bạn xoay con chuột ở đây để có thể tăng giảm volume của metronome sao cho phù hợp. Rồi, ok. Và các bạn tắt metronome bằng cách ấn lại và nút metronome nhé. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu video có hay hoặc bổ ích, các bạn hãy ấn like và subscribe đăng ký kênh để chúng mình có thể làm những video tiếp theo hướng dẫn các bạn nhé. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc hoặc cần hiểu biết thêm về chức năng của đàn Cushman K250 hoặc dòng đàn organ khác, các bạn hãy để lại comment bên dưới, chúng mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.